chào tất cả mọi người. Hôm nay là gia đình sẽ dẫn ba với mẹ đi chơi bowling. À, gần nhà Ngọc có một cái tiệm chơi bowling mà hồi bữa Ngọc được ba cùng đi, một đi bộ đó mà mùa hè nhớ không? Thì cho ba mẹ trải nghiệm với lại đi ra ngoài đó có ăn kia. Chứ ngồi nhà quá chán lắm các bạn. Ngọc biết á hả, là cái mùa đông mà ở Michigan á thì không quay được gì như các bạn nhiều thôi nhỉ. Nó lạnh quá đi. Đang hiện tại là âm 10 độ C. Sao đi ra đường mà chơi hay làm cái gì quay cái gì được. Ngọc đi một mình thì không nói gì phải không? Có ba mẹ nữa mà không lẽ đi ba mẹ lạnh chịu sao nổi. Đó nên là mong mọi người thông cảm, đợi chừng nào qua tới Florida đi. Ấm đáp đi rồi Ngọc dẫn cả nhà đi. Rồi, lên con. Dạ đi. Đó, thấy chưa? Yeah. Âm 12 độ C các bạn ơi. Đi đâu cho nổi. Ok, tới nơi rồi mọi người, rất là gần luôn. Ủa, gì vậy? Chuyện gì xảy ra? What's wrong? Baby, you kidding me? Trời ơi, con đứng đây con quay con lạnh. Quá trời lạnh luôn. My, ok, let's go. Rồi, thổi rồi, thổi coi. Thổi coi. It's going over here. Rồi rồi, thổi coi, thổi coi. Ý này, thổi coi, có ra có lạnh không? Ý nó thổi đây cho cô chú coi á. Mom, it's over here. À, nó quay qua chỗ khác rồi. Rồi, bay vô đi bay. Ui trời. Mình thở rồi mẹ, cái không khí mà nó vô mũi mình đó mẹ. Nó lạnh chứ nóng gì. À, nó sốt, sốt cái lỗ mũi á. Tới chỗ rồi. Wow, trời ơi, nó giữ cái cửa cho bà ngoại á. Nó giữ cửa cho ngoại á. Ba đi ra lấy đồ. Đây, chỗ chơi bowling ngày xưa nè. Nhiều lắm. Ba với mẹ là lần đầu tiên chắc đi vô bowling này quá. Chay là đó, lâu lâu con dẫn vô đây đó. Ừ, đó mẹ ở trong clip hồi lúc mẹ ở Việt Nam. Lâu lâu rồi. Wow, giờ buổi tối thì người ta chơi cũng đông rồi chưa? Chỗ này quá trời luôn phải không? Còn dư quá trời cột luôn nè. Không, ba để mình kiếm bàn nào mình gần gần cái chỗ mình chơi mình ngồi. Ngoại không? Ngoại, bà ngoại lần đầu tiên nè. Lần đầu tiên vô bowling đó. Chút nữa cầm trái thải con ngoại. Cầm trái bowling thải đi con ngoại, có đi theo trái bowling luôn. Cô kêu thải hay không? Đó, nó vô đây nè, tung tăng này nè cô chú nè. Dẫn ông ngoại bà ngoại ra đường cho thoải mái một chút nha. Chứ còn ngồi trong nhà cứ nằm một chỗ miết luôn, cái mùa đông này là hả lạnh giá luôn á. Bà ngoại thì cũng đã biết thời tiết ở đây rồi, mẹ Ngọc á, còn ba thì đây là lần đầu tiên luôn nên ba cũng hơi bị sốc. We rented five shoes. Really? Which one? Yeah. Can you get size 9 for my mom? Size 9 for yeah. Your mom and your dad. My dad size 8. Yeah, just go get it. Just go get it. Oh, right. Đúng rồi. Thật. Ông ngoại đòi con không cho, không chịu thải một lần cho biết. Mẹ thải đi, con thải đâu. Ông thải hay mới là thải của hay nè. Rồi, bây giờ mình đã có cái len của mình rồi. Bây giờ mình sẽ chơi cái nãy mới Ngọc mới vừa reorder đồ ăn. Rồi mình sẽ chơi cái manh của mình ha. Dữ dữ. Để lấy cái cây nha, để lấy cái cây nha.
đi. Đúng rồi, mở tay vô. Đúng rồi, bắn từ xa nha, đi từ xa. Giữ à này, giữ à, đợt đầu tiên. Trời 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 trời, giữ chưa. Ui chà. Rồi ba lựa cho banh màu vàng đó ba. Banh màu vàng lẹ nhất. Ba biết bỏ ngón tay ba vô không? Không, không phải, không phải, không phải. Lấy ra, đây nè, ba làm gì nè. À rồi, rồi. Ngón tay cái vô, ngón tay cái vô trước. Đúng rồi. Cho biết chứ không? Đúng rồi. Gì thật. Gì rồi. Ông ngoại đòi con không muốn cho, không chịu thải lên. Mạnh lên nha. Oh. Oh. Quá dữ luôn. Vỗ tay. Trời ơi, nó vỗ tay kìa. Hay quá. Tiếp theo đi ông ngoại, tiếp theo đi, lấy trái tiếp theo đi. Cái len của mình là mình được 10 trái. Mà nếu mà mình trúng 10 trái. Oh. Hi Cray. Hey, how you doing? Wow, looking good. Yeah. Hey, how's it going, everyone? Yeah. Hi, nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Hello. Yeah. How are you? Nay có rủ bạn của chồng Ngọc đi ra chơi nữa. Ôi 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 ôi, nó gặp giống như gặp người thân thiết của nó. Yeah. Chào ngoại, tự động thải mình luôn ta. Ui hay quá ngoại ơi. High five, high five, high five. High five. Giỏi quá. Ngoại giỏi quá. Bà ngoại sao con? Con nói bà ngoại giỏi quá. Mommy, four sequins and two sequins. Tiếp tục. Trời ơi, bà ngoại giờ bà ghiền cái chơi này rồi. Mốt lạng quảng bà kêu dẫn bà đi chơi bowling nữa. Đi ra. Ôi ơi ngoại ơi, có hai trái rồi ngoại. Tiếp tục đi ngoại. Được các mẹ. Cái đó là nó lăn ra lăn vô ngoài. Chay nãy giờ chưa thải được, thấy trái nào phải mượn cái kia chay mới thải được. Vô vô ngoại ơi, vô vô, hay quá. Ngoại quá dữ luôn. Hay ghê. Ngoại ơi, ngoại dữ không? Trời ơi ngoại, bây giờ ngoại trúng được trái đó, con sẽ thưởng ngoại một vé máy bay về Việt Nam. Chết chết rồi, thôi có vé máy bay về Việt Nam rồi ngoại ơi, có vé máy bay. Quá dữ. Ngoại ơi chơi dữ thiệt. Ôi trời đất ơi. Ở ngoại ra đi, ở ngoại ra đi. Không ngờ, không ngờ, không ngờ bà ngoại này bỏ tài năng mà giấu kính từ hình hỏi giờ. Cái này là bách phát bách trúng rồi. Đầu tiên luôn, cả nhà ơi. Rồi cái trái đó nặng á, cái trái nào mà nhẹ nhẹ. Bởi con cầm đúng trái nặng con sợ lắm. Mà giờ ba ghiền à, ba đâu có mình mà giờ. Trời ơi trúng nữa ngoại ơi, trúng nữa rồi. U. Một người á là người ta sẽ làm hai cái, chừng nào mà hết 10 trái thì thôi, mà không có không hết 10 trái thì qua tới lượt người khác. Bây giờ tới tới lượt của mẹ tiếp theo nè. Mà đưa trái đó cho mẹ đi. Rồi xong rồi tới ba. JD, move over. Vui ha mọi người ha, đi về cho vui, vận động thể thao. Ô, ngoài được 9 trái, quá dữ. Quá xuất sắc, bây giờ ông ngoại làm sao phải được 10 trái mới thắng bà ngoại. Vô tới game là không còn vợ chồng vậy. Ai thắng là thắng chứ không ơi, không có. Hay quá. Rồi mẹ thấy rồi, mẹ thấy rồi. Ôi ơi hay ghê. Ông ngoại. Bây, còn một cái nữa, bây còn ba còn một lần đánh nữa. Trái màu xanh đó vậy. Ông ngoại tải mà trái banh là ông ngoại muốn đi theo trái banh luôn á. Này vui chứ. À, mẹ vui mẹ. Vui bộ. Không đi thôi chứ đi vui. Ra chay, ra chay. Chay này. Rồi, coi coi rồi. Ô! Trời ông ngoại lái theo luôn. Ông ngoại với bà ngoại bằng nhau. Ông ngoại cái banh nó ẻo đi đâu là ông đứng mẹo đó. Trời ơi, xém mà ngoại à.
Trời ơi, người ta không có còn cái mà để thả trái banh cho chay nữa. Sao cái chỗ này sao kỳ quá. Mẹ lại mẹ hỏi á, cái người ta nói hả là we rare nào. Trời ơi, sao kỳ vậy, chỗ một chỗ gì mà có ba cái để thả à. Rồi người ta có nhiều rồi, giờ không còn cái cho con. Là mẹ bực mình á. They have three of them. But three kids already took it. We came too late. Nó có, người ta có ba cái nhưng mà hả ba bạn kia tới cái lấy hết trơn rồi, bây giờ mình không còn cái nào hết. Mẹ sorry chay nha. Mẹ sẽ cố gắng này, mẹ nói cho nghe nè. Mẹ nói cho nghe nè. Don't be sad. Mẹ sẽ cố gắng một chút nữa, mẹ lại mẹ năn nỉ người ta nha. Mẹ năn nỉ cho mượn nha. Ok, chút nữa mẹ năn nỉ nha. Ôi trời, nghiệp em quá, không có được thải cái trái nào á nãy. Bây giờ mẹ cầm tay con để cho con thải nha. Ok, let's go. Ngoài giờ là ly chia luôn rồi, ngoài giờ là ly chia. Nặng á ba, lấy trái màu vàng nhẹ hơn ba. Mấy cái trái mà nặng á các bạn. Nặng cặp không nổi luôn á mọi người. Nặng cặp không nổi luôn ba. Giữ giờ bắt trớn rồi đi. Tội nghiệp không? Tôi chúc rồi, tội nghiệp em bé không? Em bé không được chơi, em bé ngồi. Tội nghiệp không? Trời ơi. Đúng rồi. Người ta mượn hết rồi, con coi mấy bạn nhỏ đằng kia kìa. Mấy bạn nhỏ nó mượn cái đó hết trơn rồi. Không có còn chơi được nữa. Which one the food? Mày biết rồi, mấy bạn nhỏ mượn hết rồi. Con nghiệp em ghê không, nó cầm cái trái đâu có nổi đâu. Chỉ đừng có chiến giữa là nó không có dễ trúng. Chay đúng rồi, xịt đó đó. Wow, đồ ăn hôm nay gồm có pizza, cái salad. Ba cái con order cái salad này cho ba nè, ba nè. Cái này cái gì vậy? Salad gà. Yeah, you guys can sit back there too. This is all ours. Cái này à, khoai tây chiên rồi này chay nè, thấy không? We should ask for more plates. Đu đi. We have more plates. Mẹ với lại anh đó ngồi đằng kia. Rồi đó, mọi người ăn đi, xin mời. Xin mời. Thank you. One for JD, two please. Rồi bây giờ để lại đưa cho Fred cái take your piece. Take many of them. One cheese and one cheese, one pepperoni. Yeah. Mm-hmm. Rồi bà ngoại nè. Phải lấy cái nào? Rồi ok. Let's go. Good to go. Cheese pizza, Jady? Really cheesy. Okay. Này là ly nước ngọt của mẹ nè. Vui ha mọi người ha, không? Có đi ra vậy mới vui. Nóng quá con. It's a little too hot for her right now. It's so fresh. Nè con, bỏ vô đây. Đúng rồi, để đằng đó đi. You need a wipe. Đúng rồi, đây. All right, here you go baby. Here's some napkins for you too. Đây, Ngọc ăn cái chân gà, cánh gà nè, khoai tây chiên nè. Ba là ăn rau nè, thấy không? Healthy dễ sợ không? Healthy. Được ba ha. Ủa quên đó ba, phải chế cái nước sốt này vô ăn mới ngon. Chế nước sốt này vô ăn ngon. Ta chế vòng tròn vô. Chế hết vô cái ba trộn lên, ngon. Đó, ba chấm chấm ăn béo 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 ngon. How is it good? Thì Quỳnh ăn hamburger. Còn đồ ăn Mỹ không hả ba? Ăn xong rồi cái chút ra chơi xong rồi chứ hả?
vô ăn nó đi đâu nó cũng dẫn vô người, dẫn người bạn thân, bạn thân ngày xưa này cô chú nhớ không, hồi còn nhỏ đó, bây giờ nó lên nhà kho Ngọc Cất, ở trên nhà kho Ngọc kiếm lại, giờ nó kiếm lại được người bạn thân con voi này, nó khoái lắm. Nóng quá. Đồ ăn món này nhẹ nhàng mà có rau. Ngọc kêu quá. Nó ba mẹ đâu biết được luôn kiểu. Ngọc nghĩ ba mẹ nó thích ăn gì không kêu quá. Mẹ ăn cái cánh gà nào. Đó hả? Trời ơi. Cái cánh gà đây. Đây nè, đây nè, cái cánh này nè. Không, đưa cho mẹ hai cái cánh gà nè. Hai mẹ ăn pizza. Nè ba, đưa cho mẹ hai cánh gà nữa ba. Đưa cho mẹ hai cánh gà nữa ba. Baby, can you give my mom the two? Yeah. Mẹ không thích ăn cánh gà nữa. Nay cuối tuần á, nít đi đâu? Yeah, good pizza for a bowling ball. Cái tiệm nào mà bán ở đây đã mà ha. Cái thứ nhất á hả là nhà hàng cũng ở đây, bia cũng ở đây. Mà phòng chủ luôn. Phòng nghỉ trong trong phòng chủ quá. Right. Đồ ăn là không ngon. Tội nghiệp JD quá. I feel bad for JD. I feel sad. You said there's only three? Yeah, literally. Where's the, that one's the first one. And then the two over there, that's it. Đẹp trai nhá hả? Dễ thương nhá. Hoàng hoàng dễ thương, vui lắm, vui vẻ. Yep. Hi, JD. Mẹ thằng cha chưa? Oh, JD, you got it. Woo! Rồi, xong luôn. Tan, 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 tan. Yeah, mom, I was looking for this thing. Yeah, I know. Nó nói mẹ, nãy giờ con kiếm cái này nè mẹ nè. Rồi, con lựa đi, lựa trái nào con thích đi. Lựa cái trái banh nào mà nó nhẹ cho con đó nha. Ok. Trời ơi nó rinh nè. Cái banh nó chắc cũng cả ký nha cô chú à. Không nhắm không giết vậy đó. Thải vậy đó. Xin chào. Oh wow. Hay quá. High five. Yeah. Watch out, JD, my turn. Rồi, tới ba nè. Quá dữ, hay lắm bồ ơi. Hay lắm bồ ơi. No, one more, Fred, one more time and then your turn. Rồi giữ cho banh đó nghe. Tới ngoại. tới ngoại. Wow. Rồi tới ngoại. Cột cái dây dài lại ngoại, cột cái dây dài lại. Té ngoại ơi. Nó đẩy. Alright, Katie, you're next. Trời ơi, nó đẩy nó giành kìa. Nó nói rồi, nó lượt đó. Hey. Gì vậy?
more time to go. JD, you got one more time to go. You gotta clear it. Okay. Chơi cho nó kéo đầu đi cho. Rồi giờ nó. Rồi bây giờ tới lượt của mẹ nè. Một cái à quay ơi. Con rể ủng hộ tinh thần. Đây này giờ chơi cầu tuột cái này luôn rồi. Còn cái nữa. Hai hai cha con nó ngồi. Hai cha con nó ngồi đợi à. Say cheese. Good job. Chơi mà ba. Vài cái để coi sao. Này. Để coi nó cái vô cái chuẩn không nghe. Nãy ba nói là thôi ba ngồi ba coi được rồi. Oh, wow. Mọi người ơi, thì sau khi chơi xong thì cả nhà đã về tới rồi mẹ. Nãy giờ mình đi 3 tiếng đồng hồ chơi đó mẹ. Chơi rất là vui, thấy bà mẹ với ba cũng rất là hào hứng chơi lần đầu tiên. Nói chung là đây một hoạt động rất là bổ ích cho cả gia đình cùng nhau có thể tham gia thải từng cái trái banh. Rất là vui. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ba mẹ đây. Yeah. Awesome, second place. Congratulations. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này nha. Like cho cái video, comment ở dưới hoặc rồi bấm thêm cái nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo của gia đình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Xin chào.